Những ngày gần đây thì một số ngân hàng thương mại tiếp tục nâng lãi suất quy động tiền gửi. Tính đến thời điểm ngày 6 tháng 8, lãi suất quy động cao nhất thuộc về Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng Việt Nam CB Bank với mức 7,45% một năm cho tiền gửi 12 tháng trực tiếp tại điểm giao dịch và 7,5% cho khách hàng gửi tiết kiệm online. Lãi suất cao thứ hai là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB với mức 7,6% một năm cho kỳ hạn 12 tháng Giới khách hàng gửi online, lãi suất dao động 7,3 đến 7,55%, ứng với kỳ hạn 12 đến 36 tháng. Đặc biệt nhà băng này có mức lãi suất 7,6% nhưng chỉ áp dụng với món tiền gửi có số dư từ 500 tỷ đồng trở lên ở kỳ hạn 13 tháng. Những ngân hàng như Nam Á Bank, Kiên Long Bank, SHB, VB Bank, Liên Việt Post Bank có mức lãi suất tiết kiệm thấp hơn một chút nhưng đều trên 7%.